Đừng có phân đua với thằng đào tụt cùng với tao, nghe chưa? Thằng đó là thằng đó là trong đất nước của tao là những thằng đó là truy nạn rồi, nghe chưa? Mẹ chúng bay bị chết bên đó đi. Sao bây giờ mày còn sống, mày còn hả? Mày còn biết mày còn ác độc với dân tộc Việt Nam dữ vậy hả? Chúng bay sống sống yên phần đất nước của bay bên bên, bên bên Mỹ đi hả? Đất nước Việt Nam tao đâu cần mấy thằng đạo tụt quần như bay, tụi bay bây đời chính phủ lâm thời của chúng bay hả? Triều đại Việt của chúng bay hả? Tụi bay đấu đá gì tao không cần biết, nghe chưa? Mà bay đồng tới Việt Nam là tao cũng cần biết. Bay mày thằng Á Quy, mày đừng giải thích với tao là triều đại Việt với tao nó thằng nào chống Việt Nam là tao chửi thằng đó là ba que sò lá, nghe chưa? Mày làm cái bàn đạp cho chúng bay để mày leo lên hả? Đi, mày lợi dụng những người dân thiếu hiểu biết để làm bàn đạp cho chúng bay leo lên hả? Mày để mày làm chính phủ lâm thời của lũ khốn nạn của chúng bay hả? Hả? Mày tự tao đàn bà tao không biết cái gì mày? Thằng chó, thằng Âu Quý. Mày hả? Mày hết đi diễn đàn này, mày mở diễn đàn kia rồi mày đi hết người này người kia, mày giải thích là mày giải thích cho thằng nào tụt quần hả? Tao cái chống đối đất nước tao là đúng, mà thằng nào là cũng là kẻ thù hết. Vậy đó. Thằng đào tụt quần thằng tốt lành gì hả? Mày hả? Thằng đào tụt quần là dễ đo hả? Dễ đo là làm chính phủ lâm thời thằng lừa gạt, nghe chưa? Thằng lừa gạt vờ bỏ rồi, nghe chưa? Thằng đào tụt quần á, mày làm tưởng tao không biết à? Lột cái mặt chó mày ra, nghe chưa? Mày để đó thằng ở quê tao lột cái mặt mày ra nè. Mày chơi mày tới ta là không dính líu gì tới đào anh quân hết á. Mày sầu quần với tao hả? Con rô sang đào là chuyên gia vô diễn đàn của thằng đào tụt quần ấy chứ. Cứ chào chào cho gì chào chào đại tướng gì thủ tướng đào minh quân, rô sang đào chào thủ tướng đào quân. Tụi bây từ thù dâm với nhau hả? Bây từ sướng với nhau hả? Bây tự đào bây đào cái hố với nhau để chơi phải không? Bây đào hố với nhau hả? Toàn là đồ lừa gạt với nhau hết. Bây lừa gạt bên cộng đồng của chúng bay rồi bây xây lại, bây bị lừa gạt những người trong công nhà công trong nước Việt Nam, những người thiếu hiểu biết. Tụi bay sao sao bây già rồi, bây sắp chết rồi, sao bây hèn dữ vậy hả? Một cái lũ khốn nạn dữ vậy. Cuộc đời của bay là đã phản bội quê hương rồi, tới gần gần xuống lộ bay vẫn phản bội quê hương. Lũ bay sao khốn nạn dữ vậy? Thằng đào tụt quần hả? Giờ bắt đầu hả mày, thằng Á Quy mày chạy vòng vòng, mày là con cháu gì của đào thằng tụt quần phải không? Mày chạy vòng vòng mày đi giải thích giùm cho thằng đào minh quân à hả? Thằng rô sang đào nè, thằng ta là cùng một phe của thằng đào minh quân hết, chứ mày đừng giải thích nghe chưa. Còn triều đại Việt, triều gì là cái mẹ tụi bay bước chân vô đất nước của tao, tụi bay có ý đồ xấu là tao vô một năm hết. Đừng có giải thích là đào cái gì triều đại Việt thì có mẹ thằng nào để có xấu với đất nước, thằng nào cũng ngon. Về đây cầm đầu đi, chứ đừng có ngồi bên mà dùa mắng, thằng nào cũng dùa mắng, cũng từ bưng từ 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 làm lên thủ tướng với nhau không à. Bằng ngày làm mắng tối làm thủ tướng, cái lũ chúng bay đồ một lũ ngu xuẩn. Mẹ lo làm công cả rủa mắng chết mẹ luôn mà đã bầu lên thủ tướng, thủ tướng con mẹ tụi bay á. Rồi bị xúi dân để mà đi biểu tình cho chúng bay hả? Rồi đi ở tù, con ta đi cầm rồi cầm bom xăng rồi đi ở tù. Rồi chúng bay giờ sống hèn không? Cái lũ chúng bay có hèn không? Tao hèn, tụi đã có cho bé tao từ đã tới lễ hả? Mấy ngày nào cứ tích cực lắm chứ thằng bé lưng chột, mấy ngày nào tích cực lắm hả? Tích cực để coi ngày 2 tháng 9 này với 4 tháng 9 này hả? Bé nói sống chết với cộng sản, bây giờ trần này mới liều sống chết với cộng sản hả? Để cái tụi bay mới nói là sống chết đi, cầm có gì cầm ở lưng phải giết chết hả? Để coi giết chết đi, cái lũ chúng bay mà đứng dậy kêu dân lật đổ cộng sản để là xây dựng lại đất nước, cái tượng đất nước Việt Nam mới muốn xây một lật lên lật hả? Bây về mới lật đổ cái dân thơ của chúng bay hết đi, bây nhá. Đồ chúng bay bây giờ tao không có nương giờ gì cái mò của tụi bay nữa, kêu tao ác cũng được nữa, thấy chưa? Thì nói tao ác cũng được nữa. Lũ chúng bay đừng nói chính phủ lâm thời của chúng bay à. Lũ chúng bay bây giờ tao không cần giải thích ngọt ngào với tụi bay nữa. Lũ chúng bay là lũ khốn nạn, lũ chúng bay là cặn bã của Việt Nam. Nếu con người của chúng bay biết yêu thương Việt Nam, không bao giờ xúi dân dân để đi biểu tình nội loạn trong đất nước. Bấy kệ nào bé cũng tích cực bấy gọi rồi mới đổi ha, kêu là phải đổi hình logo, phải hình logo cái lá cờ đảng rồi mới đẹp chứ xéo vậy hả? Lũ chúng bay làm gì có quyền lợi cho đất nước này? Lũ chúng bay hả phản bội quê hương mới bỏ đi mấy chục năm rồi, rồi mới quay về lại mới đòi mới lật đổ cộng sản này để mới chiếm để mới hưởng lợi hả? Lũ chúng bay có hèn không? Công nhận bay hèn, bay hèn bay hèn bay hèn hạ ở đó đó, bay cũng thua những cái người mà
người ta thằng thảo tao đi chấp nhận, tao đi cướp, tao đánh, tao đánh giặc ngoài trời luôn, tao đi giết ngoài luôn, tao xung phong luôn, thằng thảo đi cướp, còn bay đi xuôi người ta đang cướp, xuôi người ta đi ăn cướp, bắt đầu mình ngồi đó mình hưởng lời, để chi à? Lù chúng bay khốn nạn ở đó không? Bay cũng thua người người ăn cướp nữa, người ta ăn cướp, tao thà tao bỏ cái bằng bằng thắng người ta ra, người ta đi ăn cướp, dám làm dám chịu, còn tụi bay á, thì ngồi bên kia thế giới, bên xuôi người ta lật đổ đi, còn mày nói thằng Trung Quốc phải không? Hả? Mày nói đổ thừa Trung Quốc phải không? Ừ đúng rồi, tính thằng Đào tụt quần á, nghe chưa, thằng Đào tụt quần á mới là Trung Quốc, nghe chưa, làm tay sai Trung Quốc, nghe chưa, thằng Đào tụt quần đó, nói cho tôi biết biết đủ chúng có khổ khốn nạn của chúng bay, mấy đừng đổ thừa chính phủ tao đây mà nói là tiếp tay Trung Quốc, thằng Đào tụt quần mấy người Trung Quốc, nghe chưa, nó mới là cộng sản Trung Quốc á, Việt Cộng á, Việt Cộng Trung Quốc á, mẹ chúng bay gấp bọt mày người, lũ chúng bay là lũ khốn nạn, từ đây tao đấu bay tới, từ đây tới tới lê bay đứng dậy bay kêu dân tao phải đi chết thay cho dùm cho tụi bay, chết thay cho chúng đúng bay rồi bay 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 bay, bay để cho bắt đầu bay bay để cho tụi bay hưởng lời, lũ chúng bay hèn bay cũng ngon thì bay về đây mới là bay mới mà bay 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 mà bay mày anh hùng nghe chưa, bay mày anh hùng còn bay đừng có làm anh hùng rơm để kêu những người đi chết thay cho lụt chúng bay, thằng Đào tụt quần, thằng Đào tụt quần A Quy vì đó mà thằng A Quy mày bữa nay mấy bữa nay mày chạy tích cực lắm, mày tích cực hả, mày đi tích cực mày giải thích hả, mày giải thích để lấy cái điểm đẹp cho thằng Đào tụt quần phải không, cái thằng chó thằng A Quy hả, mày đi giải thích hết ngược hết xuôi, mày giải thích chỗ này chỗ kia nói tụt quần ha, ông Đào tụt quần vào này ăn chay hả, chỉ là đòi ý dân ý trời, tao ở nước Việt Nam tao không cần ý ai hết á, nghe chưa, cái thằng đó bỏ đi quê hương là trốn rồi, trốn trốn tù rồi, thằng trốn tù qua bên Mỹ, còn nó có tư cách gì mà mày ý dân con mẹ mày ý dân, thằng Đào tụt quần hả, thằng A Quy mày vô đây mày chậm tay cho con he tao đây hả, mai mày bực lên cái loa tao mà coi nghe chưa, thằng A Quy mày nói ý dân cái gì, cái thằng đó là ở tù nghe chưa, rồi bắt đầu trốn tù hả, rồi bắt đầu qua mày nó có tư cách gì mà ý dân lên ý dân hả, mẹ mày chứ ở đó mày kêu gọi hả, thằng Đào tụt quần mày mày giờ đồ hả, mày mày đi giải thích để mày lấy cái điểm đẹp cho thằng Đào tụt quần hả, mày có mặt tao được cái thằng A Quy, mày tưởng tao đàn bà tao không biết gì mày thằng chó, mày hả mày là một tay là để mà làm hả đi giả nít người này người kia nghe chưa thằng A Quy, mày đừng có mặt tao nha, mày đừng có xảo trá, mày là cái thằng xảo trá, tao lột cái mặt mày xuống nè, mày là con cháu gì đa thằng Đào tụt quần đây, mày tích cực lắm, mày lên mày lấy thêm một cái nick là anh quân hả, thằng chó, mày không bao giờ mày qua mặt tao được đâu, cái thằng Âu Quy, bất cứ thằng đại triều đại việt thằng Đào tụt quần gì không có thằng là đừng nói dòm ngó vào đây nghe chưa, đừng có khen thằng là tốt thằng cái xấu, giờ nó có tu thằng đắc đạo thì cũng cái mẹ nó biết chưa, nó phải bước ra khỏi đất nước của tao rồi thì không còn gì đấy nữa, thằng Đào Minh Quân là thằng trốn tù biết chưa, qua đất nước Việt Nam là qua Mỹ biết chưa, thì bây giờ thì nó có tư cách gì mà đòi dân ý trời gì đây hết á, đợt bày mày kêu gọi hả dân xuống đi biểu tình là con rô sân đào hả, mày nói con rô sân đào là không có dính lý gì Đào Minh Quân hả, sao ngày nào cũng tích cực vậy hả, ngày nào cũng tích cực kêu dân là đứng xuống biểu tình hả, mày kêu con rô sân đào về đây, mấy thằng mày ngó mày về đây tao mới giỏi, thôi để mời gì chết trương trời ơi, thằng mời á, đừng có sầu ke với tao hả, mấy thằng bay đừng có sầu ke với tao, mấy thằng bay ngu chết mẹ, đặt bài học làm chính trị của mẹ tôi, bắt một thằng thì đi làm móng ngồi vùa chết bà nội luôn, sao à? Chị Hà My à, đây chị Hà My đây, chị có thấy thằng cháu Benny chuột cho tôi nó qua đó không hả, trời cái thằng này nó hư lắm, cái thằng cháu nội Benny chuột cho tôi đó, cháu à, nó láo lắm,
Trời ơi, đeo đeo cái Có kiến cái nữa thằng kìa. Tân Thái là thằng cháu ngoại đấy. Thằng Tân Thái là thằng cháu ngoại nhà tôi đó. Chị mà gặp nó chị cứ vả là nó ba phát. Cái thằng Tân Nói Thái chưa, này nó thằng lắm. nó có tầm 8 giờ thôi. 8 giờ mấy? Có ai nhìn thấy thằng bên ấy chột cho tôi nó đi lạc từ hôm bóng đá giờ không? Có ai Giờ nhìn nó đang được? mở diễn đàn đó, nó đang mở diễn đàn, nó kêu tích cực nãy giờ đó. Nó mở đâu? Thằng Nó bên có ấy chột á? cái chột Ủa cái thằng cháu đấy thì nó cháu lại của anh, sao nó anh dẫn láo. về dạy nó đi, để nó coi chột con Ôi mắt mà tối ngày nó giời đứng ơi la hoài nó vậy. bảo nó không được ấy. Bảo nó có Bảo được được đâu. hả? Ừ. Đấy Vậy thì con lấy là lựu cái đạn thằng quăng cho ấy nó. nó chết luôn đi. Thì ai gặp nó thì tát con hộ tội cái. Tát mù mắt nó đi. Tát trên ngộ Mắt con cho nó mắt gãy rồi, cho ngay. ai thành hai con mắt luôn đi. Em chào chị Lý Sơn Vâng. Nguyễn. Chào anh Dương Nguyễn nhá. Chào anh Trần Siêu nhá. Thế rượu với các anh em là chết trường là cố nội thằng Benny ạ. Cụ nội thằng Benny đi ạ. Các anh mà gặp nó là các anh cứ tát bỏ mẹ nó cho em cái thằng cháu láo hỗn đấy. Nhá. Đấy chị Hà My chị chửi tiếp đi. Tôi ngồi tôi Rồi. nghe xem nó có tỉnh được không. Chửi tiếp rồi lo đi dẫn thằng Bi Trương về đánh cho nó nổ con mắt giùm Hà My đi nghe. Hà My điên nó lắm rồi Vâng. á. Thôi Hà My lên đòi quăng lựu đạn lên, nó diễn đàn lên cho nó nổ trên mẹ hết luôn á. Nó ở nhà mình là có cái gen chột đó nhưng mà mình bảo nó cái thằng nó náo nó không nghe nó phản bội tổ quốc mà nó đào mà tổ ông cha lên mẹ cái thằng chột mày mà về Việt Nam nó gặp tao tát bỏ mẹ mày luôn Nói mà gì bây giờ thì cháu. hả, nói chung là tụi này nó dính với thằng Đào Minh Quân hết nguyên cái lục rồi nè. Nó Ừ. muốn là tránh tránh tiếng đó, nó muốn tránh tiếng tay chân của thằng Đào Minh Quân hết. À. Lục Có chúng cái nó chuyện đấy là bây là giờ là chính phủ lâm thời con con mẹ mẹ của chúng nói nó. đấy mà phải cẩn thận rất cẩn thận cái thằng A Quy là hay la liếm là nguy hiểm lắm bà con này phải cẩn thận với thằng A Quy vì thằng đấy là nó là lưu manh. Câu trước câu sau là nó đã sang diễn đàn khác là Gì đó nó tư vấn cho con yêu ra bây giờ đảo. thằng này là nó lôi cái mặt chó nó ra rồi. Thằng này á nó là hồi xưa nó trần nít Hà My, bây giờ Hà My lên diễn đàn, bây giờ nó mở lại cái gì, mở lại cho Hà My. Bắt đầu nó điện nó muốn thăm dò hả, mày muốn thăm dò tao hả, xưa lắm rồi nha. Thằng A Quy mày thăm dò tao là mày xưa lắm rồi, xưa lắm rồi Diễm. Xin lỗi Túng rồi bay là nói một cho bà nghe bà cái con lũ nghe này toàn là lũ một tụ, túng bay là lũ hoạt động hết, không nói gì nhiều. Mày cứ ngon thì về đây khỏi phân tích là thằng Đào Minh Quân như thế nào, Đào Minh Quân như thế nào hết. Lũ bay là một cá bè một lứa. mình đã từng kiểm tra cái bọn Việt Tân này là chúng nó là chúng nó được cái sự xúi giục của bọn 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 CIA như đấy. Đấy nhưng mà chúng nó là muốn lật đổ nhưng mà bọn CIA nó bảo là nó phải kích động dân trong nước lật đổ chứ bây giờ đưa bọn Việt Tân về thì Mỹ nó không đủ nguồn lực với kinh phí để nó tài trợ như ngày xưa nữa cho nên là bây giờ nó mới kích động để dân trong nước tự đứng lên thì chúng nó bắt đầu nó kêu gọi năm bảy bên các nước này nhảy vào đánh mình. Đấy, cho nên là chủ yếu bây giờ là để cho đất nước bình yên là phải diệt dân chủ quậy. Đúng Còn rồi. ra cái loại ác quy thì cứ xử đó thôi. Dân chủ quậy mùng 4 tháng 9 mà xuống đường là cứ đập cho coi như là cưỡi hết chân chúng nó đi. Bà có hiểu không? Đấy, Đúng tôi nghe rồi. cái thông tin là như thế đấy. Cứ thằng dân chủ quậy nào xuống Cái là thằng oánh mà những luôn. cái thằng trong nước á, là những cái thằng trong nước á,
là cái thằng Sĩ Đen, thằng Biển Mặn, thằng gì nữa ta, với mẹ Uyên Thùy, với thằng gì Ngọc, Huỳnh Thầm Phương Thầm Ngọc Ca, à, Lê Minh Thế. chồng của con Châu Tâm là con nó thằng đó, bây giờ là ở bên Thái Lan rồi, Không, với vợ cái gì chồng nữa Châu ta, Tâm thì nó chỉ là chửi bới để nó lấy số nó đi nước Trung Hoa thôi. Còn chủ yếu là những cái thằng trong nước này này, định cho nghe xuống đường là phải bẻ gãy răng nó đi. Đấy, bà con phải hiểu cái việc đó. bây giờ nó là bắt tay ngầm trong 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 nước của mình á, bắt tay ngầm Vâng. trong này, nhưng Đúng giờ rồi. mình bây giờ nó phải cắt những cái đuôi những cái đứa này, miễn Vâng. sao là để cho dân mình, bây giờ dân mình hiểu ra là đừng có tiếp tay cho chúng nó để đi biểu tình là nó sẽ bị mất đường hết. Dân mình bây giờ là mình cứ giống như những các anh em ở xóm làng này, cùng các anh gì ở đó, mình phải tuyên truyền miền cũng nữa. Nếu mà các anh giống Bà như con mà cứ là yên yêu tâm thương đất nước thì đấy, các không nghe anh, lời dặn. các anh á, các anh giống như ở trong xóm làng, các anh cũng lên tiếng nói để tuyên truyền lại, có ai rủ đi biểu tình không nên đi, là những cái đứa đó là phản động đó. Nếu mà các anh ở gần làng gần xóm gì đó, mình có một cái lời nói để tiếp cho họ cái tai họ hiểu thêm một tí, đừng có bắt tay những cái đứa này là nó có ý đồ nó phản động, là người dân mình họ hiểu liền à. Ai mà nói bây giờ, ai đất nước mình ai muốn chiến tranh lên chi nữa, nó nói làm như đất nước mà làm giống như một cái xô nước á, hoặc là vò gạo để nấu cơm, mà muốn ăn ăn muốn đổ đổ, muốn lật đổ, muốn thích chế độ này là muốn lật đổ hả, muốn lật đổ đất nước hả, muốn lật đổ chế độ này hả, mà trong lúc là những cái thằng này, mấy cái thằng này này là cần bạn tại bên Cali là vì thế nào, nó đã bỏ đi rồi, quốc tịch hết rồi, quốc tịch bên Hoa Kỳ rồi, bây giờ nó muốn dòm ngó về Việt Nam để làm gì, về dòm ngó hả, để muốn trực đá nguyên đá đạn của chúng nó hả, để lật đổ chế độ này, để mà về ăn cướp, chúng nó là lũ ăn cướp công đất nước người ta xây dựng lên, bây giờ hả nó thấy ngon ngon miệng ngon mỡ quá rồi, bây giờ hả giờ đòi đi chế độ cộng sản để lật đổ chế độ, để đưa cho mà chính phủ lâm thời lên, sau này hả các người cứ lật đổ trước đi, sau này hả nó nói là các người làm có tiền bạc nhiều hơn cộng sản, có không, nó còn dư đủ cho nó ăn nữa, rủ chúng nó là cả ngày một ngày thì đứa nào cũng là lên giới thiệu tao đi làm móng không à, tao đi làm móng không à, làm gì đủ đủ trình độ để Thì bố chẳng mà bèn nâng cả hiểu đất nhá. nước, Mày em chào đừng anh có con ở. xúi nhân dân Việt Nam coi như là Dạ đi đúng biểu rồi, tình mà chết đói hết cả lượt nhá. Hiểu không? Mày chỉ là cái thằng thứ vậy thôi. Bên ấy trường nhé. Cụ nội mà đây này. Còn phải coi như là phù hộ độ trì cho dân Việt Nam mà mày lại mày đi thứ vậy thế à? Tát chết mẹ mày chứ. Hả? Tổ sư mấy cái thằng ăn thục nói phét đánh nhăm nhăm quy trang này. Cụ nội mày chửi mày đấy, mày cứ thử thò cái mặt ra xem cụ nội mày mà có tát chết mẹ mày không, nói là quy biết nha. Nó nói chúng mày biết, chúng mày đừng nghĩ rằng quân Việt Nam không làm gì được chúng mày, hiểu không? Chúng mày đừng tưởng chúng mày ở tận Mỹ không ai làm gì chúng mày. Mày nhìn Trịnh Xuân Thanh đi nhá, chưa là cái đít gì đâu, chỉ lỗi cái mặt chúng mày, đúng không? Chẳng qua cộng sản nó hiền đấy, phải tao có xin lỗi cho dầm Rồi, mẹ rồi đầu xíu thủ nha cống. em, rồi chị mời lên đi. Rồi hôm nay trước trường nên chia sẻ với các đồng chí ít thế thôi, Rồi. không chúc các bạn. Bye.